Em Dân xin kính chào quý anh chị. MKB mua loại nào tốt mà không phun không gây chảy lá? Thì trong suốt thời gian vừa rồi em Dân có nhận được một số câu hỏi là một số quý anh chị phun MKB nhiều nó gây chảy lá quý anh chị ạ, nhất là cây sầu riêng quý anh chị ạ. Thì quý anh chị mua cái sản phẩm đúng loại hàng của Israel thì phun đảm bảo 100% cho quý anh chị là nó sẽ không gây chảy lá quý anh chị ạ, không gây chảy lá. Thì hôm nay em Dân sẽ giới thiệu cái sản phẩm MKB mà được quý bà con và anh chị ưa chuộng nhất hiện nay. Nếu một số quý anh chị đã phun hoặc chưa phun thì chưa biết thì hôm nay em giới thiệu luôn. Còn một số quý anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em Dân nhé. MKB của Xtren hàm lượng chính là không đạm 52% lẫn và 34% kali, là công thức chuẩn của MKB nha quý anh chị. Sản phẩm này là của Haifa, nguyên liệu là của Xtren do công ty Minh Hưng phân phối quý anh chị ạ. Thì quý anh chị mà kiểm tra hàng này thì cũng biết mua loại nào tổ thì em Dân xin chia sẻ một cái bí quyết thế này. Khi anh chị quý anh chị hoa vào trong cái số, quý anh chị đổ một ký này vào trong cái số hoặc là cái tháo tháo nhựa, quý anh chị lấy cái tái này quý anh chị quấy thì thấy cái tái nó mát rười luôn, nó lành, là đúng sản phẩm chất lượng quý anh chị ạ. Đó, nó lành lắm, tái nó lành lắm. Thì MKB có tác dụng là gì? Thì MKB là có tác dụng á là xịt vào thời điểm phân hóa mầm hoa, là kích thích ra bóng đều và đồng loạt để kích thích mầm hoa chị quý anh chị. Đó là một công dụng thứ nhất. Công dụng thứ hai là xịt hãm đọt. Nếu quý anh chị pha lưu lượng cao lên, nó nặng liều lên thì nó sẽ ức chế đọt non, làm quá trình đi đọt nó chậm lại quý anh chị. Như cây sầu riêng, cây sầu riêng thời điểm này á, là đã đầu quả mà quý anh chị nói là cần phun hãm đọt thì quý anh chị mua MKB này, quý anh chị phun cho em nhé. Thì quý anh chị có thể liều cho em là 1,5 kg/200 lít là xịt hãm đọt. Còn nếu liều mà phân hóa mầm hoa là 1 kg/200 lít, còn hãm thì mình xịt gấp rưỡi lên nha quý anh chị. Đó, thì cái sản phẩm MKB này á, là của Xtren, nguyên liệu là của Xtren nha quý anh chị, hàng chính hãng 100% do công ty Minh Hưng đóng gói và phân phối. Thì quý anh chị này mua MKB mua loại nào tốt? Thì trên thị trường có rất nhiều loại MKB quý anh chị ạ. Đó, rất nhiều loại. Nhưng quý anh chị mua được sản phẩm MKB này của Haifa Xtren do công ty Minh Hưng này này thì em Dân cam kết là hàng chất lượng. Đó, không phải em Dân bán cửa hàng đấy mà em nói vậy. Quý anh chị mua đâu cũng được. Nhưng mà phải hàng này thì em đảm bảo cam kết là hàng chất lượng quý anh chị ạ. Nó xịt không gây chảy lá quý anh chị ạ. Xịt trên cây sầu riêng quý anh chị xịt 2-3 cử không gây chảy lá, quý anh chị xịt cao liều cũng gây chảy. Nó có cái hay là vậy. Đó. Thì hôm nay em Dân làm cái video ngắn chia sẻ cái sản phẩm MKB của Haifa Xtren của công ty Minh Hưng phân phối. Mà trong suốt thời gian vừa qua một số quý anh chị có hỏi mua loại nào tốt và phun loại nào mà không gây chảy lá, thì em Dân chia sẻ là mua cái loại này quý anh chị ạ. Nó tốt, hàng chất lượng, phun không gây chảy lá. Đó. Hôm nay em Dân chia sẻ để quý anh chị được biết. Quý anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh cho em Dân nhé. Còn quý anh chị nào cần mua hàng thì liên hệ cho em Dân theo số gọi trên màn hình. Đó. Video đến đây là kết thúc. Em Dân xin kính chào quý anh chị, hẹn quý anh chị trong những video tiếp theo. Em Dân xin kính chào.